Với các nữ chiến sĩ mới thì 3 tháng học tập và rèn luyện vừa qua đã giúp họ không ngừng tiến bộ và trưởng thành hơn. Đến từ nhiều địa phương với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng các nữ chiến sĩ luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Trong thời gian gắn bó tuy không dài, nhưng tình đồng chí và đồng đội mỗi người dành cho nhau sẽ mãi trở thành những kỷ niệm đẹp. Đều, đẹp, chuẩn từng động tác, đó là thành quả sau 3 tháng miệt mài rèn luyện của các nữ chiến sĩ mới. Chỉ ít ngày nữa, họ sẽ bước vào lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, kết thúc 3 tháng huấn luyện. Quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để mỗi người lưu giữ kỷ niệm đẹp về những ngày đầu trong quần ngũ. Kỷ niệm mà ghi nhớ nhất chắc là lần đầu tiên ném lựu đạn thật ạ. Lần đầu tiên cầm quả lựu đạn thì rất là run và không dám ném, không dám mở chốt ra để ném luôn. Lúc đấy mặc dù là có người dẫn bắn ở bên để đảm bảo cái sự an toàn cho bản thân mình rồi, nhưng mà vẫn không dám rút chốt ra. Thì chị em ở dưới cứ thi nhau hò lên là ném đi, cứ ném đi, dùng hết sức bình sinh 2-3 năm cuộc đời để ném đi. Thì đấy, không ngờ là sau có những cái chuyện mà mình không làm được ấy, thì bây giờ mình đã hoàn thành rất là tốt. Tại trường quân sự quân khu 7, các nữ chiến sĩ dù mới bước chân vào môi trường quân ngũ đã cố gắng triển khai mô hình nuôi heo đất giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền tiết kiệm hàng tháng cho heo đất của mỗi người chỉ khoảng từ 10 đến 30 nghìn, nhưng giá trị tinh thần mà các nữ chiến sĩ dành cho nhau thì luôn lớn hơn những con số. Tôi cảm thấy là mình rất là vui và phấn khởi khi mình được đóng góp một phần nhỏ vào các hoạt động này. Thì ở quân đội là cái môi trường tập thể là đặt là trên hết, cho nên là cái tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau là vô cùng quan trọng. Thì tôi nghĩ là cái hiệu quả của hoạt động này không chỉ nằm ở số tiền lớn hay nhỏ, mà nó còn thể hiện qua, nó còn được thể hiện cái niềm vui, thì còn niềm vui của những người chiến sĩ, những cái người hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, cảm thấy được động viên và an ủi hơn rất là nhiều. Từ những ngày đầu rèn luyện, mỗi nữ chiến sĩ đều đặt ra cho mình mục tiêu để nỗ lực phấn đấu. Dù rèn luyện trên thao trường hay học tập trong nhà, các nữ chiến sĩ luôn cố gắng học hỏi, tích lũy cho bản thân những kiến thức về môi trường quân ngũ. Bởi với họ, đó là tháng năm ý nghĩa của tuổi trẻ. Cán bộ trong đơn vị cũng đã tạo điều kiện cho chúng tôi rất nhiều và giúp chúng tôi hoàn thành tốt 3 tháng huấn luyện để cho mình có thêm nhiều kinh nghiệm sống cũng như học hỏi được từ các anh chị em trong đơn vị rất nhiều để giúp mình hoàn thiện bản thân hơn và tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm để sau này khi về đơn vị mới thì sẽ giúp mình vững tin hơn trong công việc. Trước khi các đồng chí chiến sĩ mới về đơn vị và tiếp tục công tác thì bản thân tôi là chủ yếu đơn vị thì cũng mong các đồng chí chiến sĩ của đơn vị là phát huy cái tinh thần đoàn kết của đơn vị cũng như là truyền thống của Trung đoàn 692, Đoàn Thanh Xuân Anh Hùng. Và về đơn vị mới là tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là người chiến sĩ. Chỉ còn 2 ngày nữa, những cô gái này sẽ bước vào lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Mỗi người sẽ nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới. Nhưng chắc hẳn rằng kỷ niệm đẹp về những ngày đầu trong quân ngũ sẽ mãi đi cùng năm tháng. Cùng nhau.